Sang qua Indonesia bản tin cho biết là thủ đô Jakarta ngập lụt khiến cho 23 người bị thiệt mạng. Khu vực đại đô thị Jakarta bao gồm thủ đô của Indonesia và các vùng lân cận đã hứng chịu những trận mưa lớn nhất kể từ năm 2013 vào sáng ngày hôm qua, 1 tháng 1 và gây ra một tình trạng ngập lụt vô cùng nghiêm trọng. Cơ quan quản lý thảm họa Indonesia cảnh báo số người thiệt mạng đang tăng lên vì mưa lớn gây lũ lụt và sạt lở đất có ít nhất là 21 người bị thiệt mạng ở Jakarta, trong đó có một bé trai 8 tuổi và một cụ già 82 tuổi chết do lở đất. Những người khác thì bị thiệt mạng do chết đuối, hạ thân nhiệt hoặc là bị điện giật. Tại Limbok Regency -si thuộc tỉnh Ban Tin, hai người bị thiệt mạng do lũ quét và cảnh sát vẫn tiếp tục tìm kiếm khoảng 8 người bị mất tích. Nhà chức trách ước tính khoảng 31.000 người phải đi di tản trong trận lụt năm nay chưa bao gồm cư dân tại các thành phố vệ tinh của Jakarta. Các hình ảnh đã được truyền thông phát đi cho thấy nhiều ngôi nhà và xe hơi bị ngập trong bùn, nhiều người dùng xuồng hoặc là phao tự chế để đi lại. Trong ngày hôm qua, thì điện đã bị cắt đứt ở nhiều quận của Jakarta, đề phòng trường hợp bị điện giật. Một số tuyến tàu phải ngừng hoạt động và nhiều chuyến bay phải hoãn hoặc hủy bỏ. Hàng chục gia đình ở khu phố này đã phải đi di tán. Đợt mưa lớn hôm 1 tháng 1 được xem là một thiên tai tồi tệ nhất ở Jakarta kể từ sau khi trận mưa lớn hồi tháng 1 của năm 2013 khiến cho hơn 30 triệu người dân bị ảnh hưởng, hàng chục người bị thiệt mạng. Thủ đô của quốc đảo Đông Nam Á thường xuyên bị lũ lụt và mùa mưa bắt đầu vào cuối tháng 11.